chia sẻ với các bạn ba từ khóa có thể giúp mình tập trung học bài hiệu quả hơn nha. Đầu tiên là Study with me 1 hour. Đây là dạng video quay lại một người đang học trong suốt 1 tiếng, thường được lồng nhạc nhẹ hoặc có tiếng động dễ nghe để tập trung hơn. Học một mình dễ buồn chán lắm, nhưng có người học chung qua màn hình thì tự nhiên mình sẽ có hứng bắt chước và học theo đó. Thứ hai là đừng cố gắng học một lúc vài tiếng mà hãy chia từng đoạn nhỏ. Phương pháp Pomodoro này khá đơn giản, chỉ cần 25 phút liên tục bạn tập trung hoàn toàn để giải quyết công việc. Sau đó bạn nghỉ ngơi thả phanh trong 5 hoặc 10 phút tùy trường hợp. Có rất nhiều ứng dụng đo thời gian này trên điện thoại và máy tính, hoặc các bạn có thể sử dụng một cái đồng hồ bấm giờ cơ như Ri cũng được nè. Cuối cùng là hãy quăng điện thoại đi, lúc học mà cầm điện thoại lên rất dễ mở mạng xã hội ra và lướt trong vô thức luôn á. Aphorist này chuyên dành cho những ai dễ mất tập trung khi xài điện thoại. Các bạn phải để yên cái điện thoại, không được đụng đến, hoặc chỉ được mở các app tìm kiếm thông tin cho phép. Nếu mở app để chơi thì lập tức cái cây vừa trồng sẽ chết ngay, khiến bạn trở thành một người học sinh độc ác nhất trên đời. Thấy tội lỗi chưa? Chúc các bạn có thể tận dụng những cái này để tăng cường sự tập trung cũng như cảm hứng để học bài hiệu quả nhé.